Sáng nay, Tổng công ty cấp nước Sài Gòn Sawako đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm đưa vào vận hành nhà máy nước Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, góp phần xóa cảnh thiếu nước sạch các quận huyện phía Tây và Tây Nam thành phố Hồ Chí Minh. Nhà máy nước Tân Hiệp là một trong những nhà máy nước lớn và quan trọng của thành phố, đảm nhận nhiệm vụ cung cấp và điều phối nước cho khu vực phía Tây, Tây Nam, nơi mà trước đó thiếu nguồn nước sạch. Các quận huyện thuộc phạm vi cấp nước của nhà máy gồm huyện Hóc Môn, Bình Chánh, quận 12, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân và một phần vùng hạ của tỉnh Long An. Trải qua chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển, đến nay để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch ngày càng tăng tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như bắt kịp các xu thế phát triển của khoa học công nghệ, nhà máy đã không ngừng nâng cấp, cải tiến, ứng dụng công nghệ và máy móc hiện đại để nâng cao chất lượng nước cung cấp cũng như hiệu quả trong vận hành sản xuất. Hiện nay công suất phát nước của nhà máy nước Tân Hiệp đạt 300.000 mét khối một ngày đêm, đảm bảo cấp nước an toàn liên tục cho người dân. Ghi nhận thành tích xuất sắc trong nhiều năm hoạt động, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định trao tặng cờ truyền thống cho nhà máy nước Tân Hiệp.